Kính thưa quý vị, đồng tiền TEN của Kazakhstan đã mất một phần tư giá trị sau khi ngân hàng trung ương nước này quyết định thả nổi đồng tiền. Trong khi việc sản xuất dầu của quốc gia Trung Á này bị tác động mạnh bởi giá dầu thô trên thế giới giảm, nền kinh tế lớn nhất khu vực Trung Á lại phải đối mặt với làn sóng phá giá hoặc trượt giá đồng tiền của các nước láng giềng, gồm Trung Quốc và Nga. Sau quyết định thả nổi đồng tiền, giá đồng TEN đã giảm 26%, một số người cho rằng chính phủ nên hành động sớm hơn. Đáng lẽ chính phủ đã phải làm điều này từ lâu, từ đầu năm chẳng hạn, lúc giá đồng rúp giảm còn một nửa. Dù sao thì đây cũng là điều hết sức bất ngờ đối với nhiều người. Quyết định thả nổi đồng tiền đã nhận được sự ủng hộ từ các công ty dầu khí và khai khoáng của Kazakhstan. Cổ phiếu của công ty khai khoáng Kazmenoro đã tăng 13% sau thông tin trên.